Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói rằng hiệp định với Trung Quốc sẽ được gia hạn cuối năm nay. Nhật ký trừ tà, tội lỗi thứ hai của Satan. Đức Tổng giám mục Vigano bị buộc tội ly giáo, thách thức. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói rằng hiệp định với Trung Quốc sẽ được gia hạn cuối năm nay. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục sẽ được gia hạn vào cuối năm nay, sau khi đã được gia hạn hai lần trước đây vào năm 2020 và năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tại Đại học Giáo hoàng Urbana ở Roma chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, về Đức Hồng Y Costantini, khâm sứ tòa thánh đầu tiên tại Trung Quốc, sách mang tựa đề Đức Hồng Y Celso Costantini và Trung Quốc, người xây một cây cầu giữa Đông và Tây Phương, do Đức ông Bruno Fabio Piggin, một sử gia biên soạn. Đức Hồng Y nói rằng, chúng tôi đang đối thoại với Trung Quốc như đã làm từ lâu. Chúng tôi đang tìm kiếm những thể thức tốt đẹp hơn để áp dụng hiệp định đã ký kết và sẽ được gia hạn vào cuối năm nay. Nhắc đến lời Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 6 vừa qua, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân Trung Quốc, một dân tộc cao quý và can đảm với một nền văn hóa rất đẹp. Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng rất quý chuộng và không bỏ lỡ cơ hội nào để bày tỏ điều đó đối với nhân dân Trung Quốc và đất nước này. Đó là vì Ngài thuộc dòng tên và vì thế có tất cả các gia sản của quá khứ. Chắc chắn đó là những cử chỉ giúp hiểu nhau ngày càng nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi hy vọng con đường này có thể dẫn tới một sự kết luận tích cực. Về việc Đức Thánh Cha có thể thăm Trung Quốc hay không, Đức Hồng Y Parolin thận trọng nói, chắc chắn Đức Giáo Hoàng sẵn sàng đi Trung Quốc, đúng hơn Ngài muốn đi Trung Quốc. Nhưng cho đến nay, tôi không thấy có những điều kiện để ước muốn này có thể thành tựu. Trong bài phát biểu tại Đại Thính Đường Đại học Urbaniana, Đức Hồng Y khẳng định rằng, chúng tôi yêu mến và ngưỡng mộ Trung Quốc, dân tộc, văn hóa, những truyền thống, những cố gắng mà Trung Quốc đang thực hiện. Thực sự, Trung Quốc gần gũi với tâm hồn chúng tôi, tâm hồn của Đức Thánh Cha Francisco và cộng sự viên của Ngài. Nhật ký trừ tà, tội lỗi thứ hai của Satan. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong hơn 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary No. 297, Satan's Second Sin, nghĩa là Nhật ký trừ tà, tội lỗi thứ hai của Satan. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tuần vừa qua, giữa một buổi trừ tà, tôi đã nghe được một điều mà tôi chưa từng nghe trước đây trong một buổi trừ tà. Chúng tôi vừa cầu nguyện xong lời mở đầu của tin mừng Thánh Gioan, và ngôi lời đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. Người bị bệnh tỉnh lại và ngước nhìn tôi. Tôi hỏi cô ấy, dạo này thế nào rồi? Cô ấy trả lời, con vừa bị choáng ngợp bởi một cảm giác ghen tị cực kỳ mạnh mẽ. Cô ấy bình thường không phải là một người hay ghen tị. Vậy điều đó đến từ đâu? Rõ ràng là nó đến từ lũ quỷ. Những người bị ma quỷ phiền não thường có mối quan hệ cộng sinh với ma quỷ. Họ có thể cảm nhận được một số điều mà ma quỷ đang trải qua và ngược lại. Nghe lời mở đầu của tin mừng Thánh Gioan, trong đó nhấn mạnh đến sự nhập thể của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu là một cực hình đối với chúng. Những lời ấy khiến họ ghen tị. Người ta thường cho rằng các thiên thần sa ngã ban đầu phạm tội vì tính kiêu ngạo. Nhưng nhiều nhà thần học, trong đó có Thánh Thomas, suy đoán rằng họ cũng phạm tội vì ghen tị. Ngay từ đầu Thiên Chúa đã tiết lộ cho các thiên thần kế hoạch
nhập thể vào ngôi lợi. Ý tưởng cho rằng Thiên Chúa sẽ hạ mình và trở thành một con người chứ không phải một thiên thần đã khiến Satan và những kẻ theo hắn tức giận. Sự kiêu ngạo và ghen tị đã thúc đẩy họ từ chối Thiên Chúa. Những thiên thần sa ngã này muốn nhiều hơn những gì Chúa ban cho họ và họ muốn đạt được điều đó. Như thể họ lẽ ra phải được như thế, chứ không phụ thuộc vào sự rộng lượng của Ngài. Ngày nay, bạn không còn nghe nhiều từ các bài giảng về tội ghen tị. Nhưng khi nhìn vào tình trạng bất ổn, xung đột và bất hòa lan rộng khắp thế giới ngày nay, phần lớn bắt nguồn từ sự đố kỵ và không biết ơn tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Ma quỷ liên tục thúc giục chúng ta phạm những tội giống như chúng, đặc biệt là tội kiêu ngạo và đố kỵ. Họ muốn chúng ta cùng đau khổ với họ và chịu ách tàn bạo của họ ở đời này và đời sau. Tôi biết một loại thuốc giải độc. Đó là một lời cầu nguyện đơn giản chỉ có thể xuất phát từ trái tim của một linh hồn đã được cứu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hãy nói điều đó thường xuyên và tham gia cùng tôi trong lời cầu nguyện này. Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tán tụng Chúa. Con tạ ơn Chúa vì đã hạ mình làm con Thiên Chúa và trở thành một người như chúng con. Con cảm ơn Chúa đã dạy chúng con về Chúa Cha và chia sẻ lời của Chúa. Con tạ ơn Chúa vì sự hy sinh yêu thương của Chúa trên thập giá. Con cảm ơn Chúa đã chia sẻ với chúng con người mẹ xinh đẹp của Chúa. Con cảm ơn Chúa đã gửi Chúa Thánh Thần của Chúa xuống. Cầu mong lòng biết ơn dâng trào trong trái tim con và sâu sắc hơn mỗi ngày. Con xin ơn được ca ngợi và tạ ơn Chúa hôm nay và mãi mãi. Chúa ơi, con cảm tạ bạn. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Đức Tổng Giám mục Vergano bị buộc tội ly giáo, thách thức. Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vergano đã tiết lộ rằng Vatican đã buộc tội ngài về tội ly giáo và đã trả lời bằng cách nói: "Tôi coi những cáo buộc chống lại tôi như một huy hiệu danh dự." Đức Tổng Giám mục Vergano đã đăng trực tuyến một lá thư từ Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu ngài phải xuất hiện vào ngày 20 tháng 6 để trả lời cáo buộc rằng ngài đã vi phạm sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco. Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng thủ tục tố tụng sẽ là một phiên tòa ngoại tụng, extrajudicial trial, một lựa chọn mà Vatican sử dụng trong các trường hợp có bằng chứng thuyết phục và thường diễn ra không theo các thủ tục bình thường. Đức Tổng Giám mục đã bổ sung thêm bằng chứng đó bằng cách lặp lại tuyên bố của mình rằng Đức Thánh Cha Francisco đã không được bầu một cách hợp lệ và nói rằng triều đại giáo hoàng của ngài là đỉnh điểm của bệnh ung thư ý thức hệ, thần học, đạo đức và phụng vụ, phát triển từ Vatican II. Ngài nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã thúc đẩy một giáo hội thế tục, hòa nhập và môi trường. Nhưng đây không phải là giáo hội công giáo, Đức Tổng Giám mục Vergano nói, đó là thứ giả mạo. Tôi bác bỏ những sai lầm của chủ nghĩa tân hiện đại cố hữu trong công đồng Vatican II và trong cái gọi là huấn quyền hậu công đồng, đặc biệt liên quan đến đoàn thể tính, chủ nghĩa đại kết, tự do tôn giáo, chủ nghĩa thế tục của nhà nước và phụng vụ. Tôi bác bỏ và lên án những vụ bê bối, sai sót và lạc giáo của Jorge Mario Bergoglio. Không có gì ngạc nhiên khi Tổng Giám mục nói rằng ngài mong đợi phiên tòa xét xử ngài được ấn định vào ngày tuyên bố nảy lửa của ngài được đưa ra sẽ dẫn đến kết án. Tôi cho rằng bản án cũng đã sẵn sàng, ngài nói. Đức Tổng Giám mục Vergano từng giữ chức sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2016 và nghỉ hưu khi đã 75 tuổi. Ngài không bị coi là bảo thủ hay theo chủ nghĩa truyền thống trong thời gian phục vụ trong ngành ngoại giao Vatican, nhưng ngài nhanh chóng thu hút sự chú ý khi báo cáo rằng ngài đã thông báo cho Đức Thánh Cha Francisco về hành vi sai trái của cựu Hồng y Theodore McCarrick.
Kể từ khi nghỉ hưu, Đức Tổng Giám mục đã đưa ra một loạt tuyên bố ngày càng gay gắt về các vấn đề chính trị và giáo hội, kêu gọi chống lại trật tự thế giới mới. Ngài đang sống tại một địa điểm không được tiết lộ, với lý do có những mối đe dọa đối với tính mạng của Ngài. Trong anh, ngài ở
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.